Diễn xong rồi đó, diễn thì nó kêu mẹ lên coi lắm, diễn với bên Hữu Lộc đủ rồi mới. Cái xong rồi nó mẹ mẹ ra ngoài đi, mẹ chờ con nghe, mẹ đừng đi về. Rồi ra ngoài cái mấy đứa em vậy chờ, cái nó đem khúc giải. Nó nói con tặng mẹ khúc giải, bây giờ mới mang bộ đồ. Tự nhiên có tuổi thằng con mừng mà có tuổi. Nó nói cha mẹ nó nhớ tới mẹ. Nó mua nó tặng khúc giải về mang bộ đồ mẹ phải mặc nha. Nhà anh Tuyên là bao nhiêu anh em vậy cô? Năm anh em. Tuyên có năm anh em. Dạ anh Tuyên là thứ mấy cô? Tuyên là nằm chặn giữa đó. Nằm chặn giữa là hai anh là giữa đường cao tốc đúng không? Hai anh trai, hai em gái. Chính giữa bị bê D. Trời ơi, đi bà sao đê mà con ẵm tay bồng ẵm theo. Dạ ngày xưa có bầu anh Tuyên có ngén gì không cô, có khó khăn gì không cô? Cô có bầu Tuyên thì dễ lắm, mà tất cả đứa nào cũng dễ hết á. Dạ chứ không phải riêng một mình Tuyên, mà khổ rồi đó, khổ lắm, khổ cực hả cô? Dạ, là ngày trước xưa... trước Tuyên như vậy là có hai anh trai. Dạ rồi, chắc mê gái rất cô. Mê gái, mê gái lắm, mang bầu vô là sắm con gái không. Đập nhưng đập mà rồi đầu tất nhiên là hèn con trai lớn có cốt nhẹ nha, sanh ra con trai. Rồi lúc đó cảm xúc làm sao cô? Buồn nhưng mà cũng thương con. Dạ rồi mấy cái đầm đồ bỏ hết đó cô? Không, mặc luôn. Không, mặc luôn. Trời ơi, là mặc đầm từ nhỏ? Mặc đầm, mặc đồ gái không? Mặc cho tới bao nhiêu tuổi mới hết mặc? Tới hình như là 4-5 tuổi đi mẫu giao. Trời ơi, 4-5 tuổi mới cho con người ta trở lại giới tính á. Trời hay thiệt ha. Nhưng mà xanh nó dễ nhưng mà nó đẹp không hả chị? Dễ, đẹp gái lắm. Đẹp gái lắm. Đẹp gái lắm hả? Đẹp gái lắm. Da trắng hồng. Trời ơi, cái mỏ đỏ, mỏ hồng luôn. Cô có tả lột mạch tuyết không vậy cô? Làn da trắng như tuyết, mỏ đỏ như son. Thỉnh thoảng làm tóc dài đó không? Có để tóc dài tóc đó. Dài luôn, buộc luôn, để hai tóc đuôi dài luôn, hai đuôi. Đến bây giờ em giả gái vẫn còn đẹp mà chị Thủy. Thôi, em chưa thấy em giả gái luôn. Chưa bao giờ. Rồi nhờ hàng xóm đồ sao cô? Cứ có bị lầm là con gái không cô? Mặc đồ con gái không, nhưng mà khi mà sanh nó ai lại thăm nó dở ra mới biết là con trai. Mà ai cũng cười tụi thăm tụi dở nhỏ ra. Tự thăm ta đựng mặt ta cho sữa thôi, ta hỏi thăm đồ về đúng thôi. Mà ngày xưa đẻ anh Tuyên ra cô, rồi anh có bự như vậy không hay là nhỏ xíu rồi? 3 ký 2. 3 ký 2 là bự đó, dài sọc hả cô? 3 ký 2. Dạ. Rồi lúc có bầu không ngén gì hết trơn? Không ngén, không dám. Tới cái ngày cuối cùng là cô dẫn đi bán, nhưng mà tối đau bụng là đi sanh. Tại rồi, sao đặt tên là Ngọc lắm. Tuyên cô? Cái tên Tuyên nó lạ lắm, dù ngày xưa con thấy tên Hùng, tên Hiệp, tên Minh, tên Trọng. Tại vì cô mơ ước là con gái tên Tuyền. Giờ cái cô thấy chị Ngọc Tuyên hay, cái lỡ rồi đặt luôn. Bữa nghe mẹ kể là mẹ đọc một cuốn sách gì đó, cuốn chuyện gì đó, cái mẹ thấy cái nhân vật tên Ngọc Tuyên đó, cái mẹ thích cảm nhân vật đúng không? Dạ. Rồi khi mà sơ sinh anh Tuyên ra thì lúc đó gia đình mình sao cô? Lúc đó gia đình mình khổ. Rồi sinh ra đó là dễ nuôi lắm. Là cô phải đi bán rồi ở nhà ở với cố á, là uống nước cơm không có tiền cơm, đâu có tiền đâu mua sữa. Hồi xưa khổ lắm. Dạ. Trời, nó lớn bằng nước cháo nước cơm không á, mà nó cao vậy đó hả? Trời, chưa đã uống sữa chắc giờ chắc 9.3 quá à. Đúng rồi, em còn nhớ hoài luôn. Chuyên môn cái chiều mà thí dụ nấu cơm á, cái bà cố đổ nước dư ra tí xíu cái bắt đầu chắc nước cơm, còn ai lấy cái giá múc nước cơm. Mà xưa đâu có đường cát như bây giờ đâu, ăn bằng đường tán bỏ vô có cái đầu nó lan cái màu đường ra xung quanh nước cơm đó, là đó bắt đầu ôm hấp. Dạ là nuôi dễ, nhưng mà chắc chắn từ thời thơ ấu được chắc phải bệnh giặt đồ này nổi đúng không cô? Có trận nào có lúc mà qua 13-14 tháng á. Dạ. Lúc đó tiên bệnh. Bệnh gì vậy cô? Như người quê mình nói là bệnh băng khỉ á. Băng khỉ thuộc là sao, có bệnh nó như sao? Nó cứ sốt ho rồi bị tiêu chảy từ từ. Thấy con ốm mình dẫn cô dẫn đi chạy, nhưng mà làm như mình không đúng là sao á. Mà lúc đó Thủy làm biết sao, cái đít nó y hệt như con khỉ nha. Sao cô, nó đỏ đi, sao nó nhăn nó xếp lại nó ốm. Là lúc đó khổ, thì vậy cô đi bán vậy là cô nhìn là cái khóc. Cô nhìn nó ốm yếu không cô? Đâu có tiền đâu chạy đâu. Mà sao mai lên tới ông thầy đó đó. Yeah. Là chỉ đi xe đỏ, mẹ không có biết đường đi đâu. Là chỉ đi có 2.000+ tiền xe, mua có 1.000+ tiền thuốc rồi. Hồi xưa đó. Yeah. Vậy mẹ uống hết. Hàng chứ giờ lớn lên nó có cái đích. Như bị dư âm tới bây giờ anh Tuyên. Nó bị dư âm tới bây giờ luôn á. Giờ cũng không có đích luôn. Đó, từ đó bệnh giờ. Là nó chỉ bệnh đúng một lần đó thôi. Một lần đó thôi. Rồi lại về lớn luôn là không có bệnh. Không bệnh nữa. Anh Tuyên nhớ không? Anh còn nhớ cảm xúc đó không? Không, thật sự lúc đó nhỏ quá. Không nhớ nữa. Có nào anh nghe mẹ anh kể về vấn đề đó không?
có nghe mẹ kể lại là lúc đó mẹ khổ mà đi trong vô vọng không, ai chỉ đâu là đi đó hả? Nghe mẹ kể là vậy. Rồi cái chỉ đi thầy này thì kia, cuối cùng chỉ là mẹ nói đợt đó nhiều lúc ẩm đi bộ xa thiệt xa nữa, như là mình không có tiền đi xe á, lúc đó vất vả lắm là thật. Dạ. Đó lúc đó ba anh Tuyên làm gì cô? Ba ở nhà, ba đi bốc vé. Trời. Rồi lúc đó cô cũng buôn bán, nói chung là nuôi một bầy con hả cô? Lúc đó là có mấy đứa em rồi sao chưa cô? Chưa, Tiên mới mười mấy tháng chưa. À. Nhưng mà khi đi học nó học, nó học giỏi, học ngoan không? Nó à. Có khiếu văn nghệ gì không? Chừng nào mới bộc lộ nghệ thuật anh? Đến năm cấp 2 em mới bắt đầu là thích cái cảm giác mà văn nghệ. Mà lúc đó kỳ lắm, thích coi mấy bạn chơi đó mà vô phá không à. Không có sinh hoạt với mấy người kia, mình dạng như thành phần bất hảo á. Dạ. Vô cứ cảm quậy. Anh có cái kỷ niệm tuổi thơ nào anh nhớ nhất đến bây giờ mà anh không quên không anh Tuyên? Ngày xưa nhớ Tuyên với một bạn, hai anh em là chơi thân nhau lắm. Tầm lúc đó cũng còn nhỏ, học lớp 1, lớp 2 gì à, mà chưa biết bơi. Mẹ nhớ cái lúc mà đi tắm với ba dưới cái cống, cái đập không? Cái đập đó là thường thường là cứ nó bị cái vô cái huông không biết sao, cứ mỗi năm là đúng có người mất. Cái hai anh em đang tắm, đang chơi vậy đó, cái nước xoáy, nước chảy mà cứ chảy cuốn rồi nè. Tại ba nó thấy rồi đó, mới xây cái đập sạch á, cái đi làm ruộng về. Tập cô đi bán xong rồi về, nếu sớm mà đi làm ruộng, hai vợ chồng đi làm ruộng về, cái dẫn con xuống tập bơi. Rồi sao cô sự cố gì xảy ra? Lúc đó là mất luôn tiền rồi. Ủa là bơi là bị đuối hả? Nước nó cuốn, nó xoáy kinh khủng lắm. Rồi ai cứu? Lúc đó ba nói là ba run dữ là tính là cuốn đi luôn. Mà nó chồi đầu lên, ổng chọt. Trời ơi, là hên, là chết lúc rồi. Lúc mà ba nhảy xuống ba nói là hai thằng chỉ nắm đầu đại là chúng nào hên chúng đó thôi. Rồi nắm lôi lên. Mà nắm được hai thằng luôn? Không, chúng ngay đầu anh. Còn cái bạn kia thì vẫn được ông anh của nó cứu được. À vậy là cũng sống không hết. Ai mất hết. Dạ. Rồi khi mà anh học xong 12 thì anh quyết tâm thi vô trường nào anh? Thi vô mấy trường? Lúc trước thì thi vô trường bên ngành điện lạnh. Còn bây giờ là chú thợ sửa điện hả? Chú thợ điện lạnh. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đi học đó, thì ở nhà cô cực kỳ khổ, nó không biết sao tả rồi. Nhưng mà nó hy sinh cho hai anh học. Nó không đi học. Lúc đầu nó đi bảo vệ, vệ sĩ Long Hải á, có người dẫn vô. Vậy vô đó làm, ở nhà góp mua được chiếc xe. Là thí dụ 7 giờ nó làm đi, là 3-4 giờ nó đi theo chị rồi, đặng nó chở chị đi bán. Rồi nó đi làm, giờ chiều về cái chờ mẹ bán xong rồi chở về. Rồi sao lại vào trường sân khấu hả? Nó đi học bảo vệ đó, thì biết sao không, là nó ký hợp đồng 3 năm. Là trong 3 năm đó là vừa học vừa thi. Học xong rồi thi, tới chừng mà về cái đem cái giấy người ta báo là thi đậu sân khấu điện ảnh đó. Chị cầm tờ giấy mà chị khóc. Khóc là không có tiền để cho con đi học. Con mừng lắm. Là con mình nó học nó thi đậu vô. Giờ nó nói mẹ đừng có lo, để con tự xây. Là nó ký hợp đồng bảo vệ 3 năm á, là lấy tiền bảo hiểm. Mới đầu vô học thì thiếu. Thiếu rồi thí dụ như có nó đang đi học rồi có ai kêu làm mà như là đóng vai quần chúng gì cũng đi luôn. Cái nói nó nói mẹ ơi, con đi ai mời vai quần chúng con cũng đi. Con đi để con học thêm, chứ con không mắc cỡ. Thực sự thời điểm đó cực kỳ khổ. Không, làm khổ một cách dã man luôn. Có thời gian là trong túi có 1.000 đồng mà ăn ổn thì không ăn không được luôn. Nhịn đói từ sáng cho tới chiều rồi. Tối ra, bắt đầu ra công viên á, tối khuya luôn ra công viên là mua bánh mì. Cái cô đó chỉ còn 3 ổ bánh mì mà cô bán bánh mì thịt. Cái mình mua bánh mì không, cô cũng bán, cô định bán rồi. Cái đụng cái có một cặp kia chạy xe tới. Cô ơi bán cho con mấy ổ bánh mì thịt. Cái cô đó cũng lịch sự, cô xoay qua, cô nói con vậy thông cảm giùm cô, cho cô bán hết 3 ổ này để cô về. Con kiếm chỗ khác mua bánh mì không giùm cô ăn nha. Đó, có 1.000 đồng mà ăn một ổ bánh mì không được. Rồi những lúc mà đi quay phim, quay quần chúng á chị. Trong túi là biết chắc chắn là mình hết xăng rồi. Xe không còn xăng luôn á, còn nhớ luôn cây xăng bên quận 8. Đuổi ra đổ đại, chú ơi đổ con 10.000 xăng. Đổ xong rồi mới thú nhận với chú thật sự là con hết tiền rồi, con không có tiền, con đổ đại á. Bây giờ chú mà kêu rút xăng ra trả cũng phải chịu chứ sao giờ. Cái được cái là chú cũng dễ thương, chú nói mày lì lắm á nha mày, thôi đi đi. Khi nào có trả tao, không có cũng được. Cái em quay cái đến lúc mà có tiền rồi á thì cũng quay lại trả tiền cho chú đàng hoàng. Chú không bị bất ngờ, ủa mày trả hả? Tưởng đâu mày đi luôn rồi chứ, thằng này được nè. Tưởng lừa gạt. Rồi khi mà
anh Tuyên đậu thì sân khấu là cô lúc đó vui, lúc đó buồn, rồi sợ là không có tiền. Nhưng mà có ngăn cản thì sao? Có hay ủng hộ gì không cô? Không, không có ngăn cản, nhưng mà nghe con đậu mình mừng. Với là bên dòng họ mình chưa ai làm gì bên nghệ thuật này. Yeah. Hồi lúc mà coi TV á, là trong tâm cứ nói với tụi nó mẹ hy vọng là mấy đứa tụi con có một đứa lên trên màn hình đó, mẹ vui lắm. Mà thật sự là có nó. Dạ. Yeah. Rồi qua cái thời gian mà đi quần chúng là anh Tuyên nhớ cái bộ phim nào mà ấn tượng nhất đầu tiên của anh mà mọi người biết đến anh? Hình như cái giai quần chúng đầu tiên là đi cái gì mà Dưới Cờ Đại Nghĩa á, nhớ luôn, đóng chung thầy Thục. Cái đó là cái giai lớn nhất đầu tiên á. Mà lúc đó người ta đã ấn tượng chưa? Chứ lúc đó làm gì giai ấn tượng là cái giai Sổ Xì Trâm đúng không? Cái Sổ Xì Trâm khán giả cũng mẹ biết. Mẹ sẽ nhớ nè. Bây giờ mẹ nhớ nè. Mẹ sẽ là nhớ cái người mà cái vai đầu tiên khi mà mẹ coi ở trên truyền hình hay là trên màn ảnh rồi. Bây giờ cái tựa phim thì chị không nhớ, nhưng mà nhớ bộ phim gì mà đóng ở dưới đầm Tôm, ở dưới Cần Giờ á. Yeah. Đóng chung với là Cao Minh Đạt. Thế nào nhớ thì nhớ luôn, cái đó có Lê Phương nữa. Tựa thì chị quên rồi. Yeah. Là nó là người đi giữ đầm Tôm. Yeah. Đóng dở đợ đó. Ừ. Nhưng mà mình tự nhiên thấy con cũng cảm thấy mình cái lòng nó vui lắm. Trời, lúc đó có khoe hàng xóm gì không cô? Hàng xóm ta câu sáng người ta lời là người ta nói rồi. Trời, lúc đó cảm giác làm sao nè? Lúc đó cảm giác vui sao? Con mừng lắm chứ. Dạ. Sao giờ không tả được. Không tả được hạnh đi phúc đi ra chợ mà. Thí dụ mua rau mua cá gì anh chị tối em thấy con chị á mừng lắm. Tới bây giờ cũng vậy, nó giờ cái người ta nói là con chị này nó đóng thấy được rồi đó, nhiều lên tivi nhiều thì cứ gật đầu thôi. Nhưng mà trong bụng mừng lắm. Mừng lắm, nhưng mà không nói sao người ta nói mình chảnh sao. Chảnh sao đúng không? Cái cảm xúc anh Tuyên khi mà thành công trên cái con đường sự nghiệp đến tận bây giờ thì như thế nào anh? Thật sự đến thời điểm bây giờ Tuyên được như bây giờ đó, thì thật sự cảm giác trân quý lắm. Là coi như cái thành quả tất cả những gì cố gắng của mình đã được như vậy. Thật sự là vẫn có những lúc gục ngã thiệt. Có thời gian cứ nghĩ trong đầu, không lẽ bây giờ mày không làm được gì hết hả Quách Ngọc Tuyên, để giữ gì sao? Có trong đầu nghĩ là chắc theo nghề không nổi rồi, chắc ông tổ không chọn mình rồi, chắc bỏ. Nhưng mà suy nghĩ đó nó thoáng ra chừng vài ngày thôi. Em phải tự bản thân em vực dậy, không được. Bây giờ lỡ theo nghề rồi phải cố tâm, quyết tâm theo nghề, làm nghề cho bằng được. Phải lầy lội, phải lì lên. Đó rồi bắt đầu em cứ cố gắng. Mà thật sự ngày xưa cũng tại ham chơi nhiều quá, trách rồi cũng phải trách cho bản thân mình. Nhưng mà khi mà anh vô nghề chứ em nghĩ chắc cũng nhiều người dìu dắt anh đúng không Tiên? Và người nào mà làm anh khắc cốt ghi tâm nhất? Thật sự đến giờ cái anh em để mà quý nhất là anh Hữu Lộc. Phải công nhận là anh Hữu Lộc lúc nào cũng nằm ở đây. Thời điểm đó là còn đang học năm 3 của ở sân khấu trường mình á, là anh Hữu Lộc kêu về Nụ Cười Mới diễn. Thật sự là cảm ơn anh Hữu Lộc. Rồi thời điểm đó thì anh em giống như một gia đình á, anh Hoài Linh, anh Chí Tài, nhớ má Kim Ngọc, anh Long Đẹp Trai, anh Hoàng Mèo, anh Hứa, anh Đạt, Trường Giang, nói chung tất cả anh em như một gia đình đó. Dạ đúng rồi. Đến bây giờ là em đã thành công rồi nè. Như vậy thì chị muốn là em nhắc lại một cái kỷ niệm với mình, với mẹ mình. Là cái món quà đầu tiên, hay là cái số tiền đầu tiên, hay cái gì đầu tiên khi mà em thành công em gửi cho mẹ. Còn nhớ gì không? Còn nhớ mẹ gì? Nhớ không? Mẹ nhớ chứ. Đó là gì cô? Khúc giải. Khúc giải hả? Vừa diễn xong rồi đó, diễn thì nó kêu mẹ lên coi lắm, diễn với bên Hữu Lộc Nụ Cười Mới. Cái xong rồi nó mẹ ra ngoài đi, mẹ chờ con nghe, mẹ đừng đi về. Rồi ra ngoài cái mấy đứa em vậy chờ, cái nó đem khúc giải. Nó nói là con tặng mẹ khúc giải, mẹ về mấy mai bộ đồ. Tự nhiên con tuổi thằng con mừng mà con tuổi. Nó nói cha mẹ nó nhớ tới mẹ. Nó mua nó tặng khúc giải về mang bộ đồ mẹ phải mặc nha. Dạ. Rồi khúc giải đi về cô cũng có mai đồ hay cô để yên nguyên? Có mai đồ mà giờ cũng vẫn còn giữ. Hôm nay đi cô cũng có đem theo luôn. Cô đem theo thôi. Tiên đâu lấy đâu về anh lấy ra đi anh Tiên. Thôi là cái khúc giải đó hả? Theo nó không có qua văn gì đúng không anh mà? Không, cô mai giờ cô mai bình thường đó. Mai bình thường. Ừ. Thôi cái giải thì nó không có mắc đâu, nhưng mà cái tình nghĩa mới quan trọng đúng không? Trời ơi, bao nhiêu năm rồi? Đơn sơ mộc mạc không có gì chơi trời. Bao nhiêu năm rồi? Từ cái năm đầu nó diễn sân khấu Nụ Cười Mới. Vậy là bao nhiêu năm? Đã lâu lắm rồi, từ lúc 2006 đến giờ. Anh nhưng mà em thắc mắc, anh cho mẹ khúc giải sao mai đủ cái áo còn cái quần đâu anh? Có mai được cái quần. Có mai một bộ đồ. À là có cái quần nữa. Có. Cái quần đâu rồi cô? Cũ lấy cái áo. Là lấy cái áo kỷ niệm. Chương trình mời tôi 3 lần rồi, tôi từ chối rồi.
Tại vì biết mời lên đây thế nào cũng khóc rồi. Chị nghĩ rằng là chị ngồi ở đây mà chị cũng phải chảy nước mắt. Mà chị cũng không ngờ cái đoàn mình thành Tân Trề á, chị biết không? Dạ. Tức là nó khóc ngay từ đầu cho đến cuối luôn. Chị cũng không kìm được. Mà cái mặt nó ly, cái mặt nó vô ly, nó trê trê, mà nó ly. Mà nó nói năm, hồi tụi nó khóc không? Như mưa. Làm gì choáng váng luôn á. Chị bất ngờ được. Trong 3 năm mà nó học á, nó học ra bên sân khấu nè. Dạ. Nó mà đi về á, cái nó nói mẹ con lên, thưa ba con lên, đi lên. Tới sân cái giọng chảy vô. Cái đi vòng chạy ra, ủa con hỏi mẹ nãy giờ mấy lần sao chưa đi con? Nó không nói gì hết, là biết không có tiền. Suốt 3 năm là cô chỉ cho có 2 lần thôi, mỗi lần 50 ngàn. Trời ơi, vậy sao? Đó quê ở đâu anh Tiên? Quê dưới Long An, Cần Duộc Long An. Thôi cũng thật gần á, chứ gặp mà xa nữa không biết tiền đâu đi. Lần đầu tiên đó thật sự đến giờ nhớ hoài luôn. Về họ chạy lên là không có tiền, không có một cắc trong người luôn á. Cứ xách cái xe chạy lên, thì cứ nghĩ lên đây cứ xây gì được xây. Cái lên lấy cái cặp ra, tự nhiên thấy tờ giấy 50 ngàn cái đó là biết mẹ lén mẹ bỏ vô rồi mà mẹ không nói. Tự nhiên ngồi trong một góc ngồi khóc như một đứa con nít. Tại vì cho nó không lấy, nhưng mà giờ là vui rồi, bây giờ vừa có con mà vừa có rồi. Cháu rồi đúng không? Dạ, bé vào ngơ nhà em cũng được 8 tháng 8 tháng rưỡi rồi. Tự nhiên đùng cái lấy vợ về, lúc có cảm xúc cô sao con? Vui chứ. Vui. Tại vì vui cũng... nhưng mà thương con dâu nhiều. Tại sao thương cô? Tại vì nó dám hy sinh. Nó đẻ cháu nội cho mình, nhưng mà tội nghiệp nó. Tội nghiệp bà xui quá cũng nói bây giờ cưới hay không cưới không quan trọng chị ơi. Tại vì chị lên chị ở với anh Tuyên năm mấy 2 năm á, miễn là sao con hạnh phúc được rồi. Chừng nào nó làm có tiền và nó làm lễ cũng được. Yeah. Thực sự đến bây giờ hai đứa em vẫn chưa có một cái đám cưới chính thức. Yeah. Rồi sao anh định khi nào nè? Thì anh vẫn cảm nhận, anh biết được cái người phụ nữ người ta thèm được cái cảm giác khoác lên mình chiếc áo lắm. Yeah. Áo cưới lắm. Thì anh hiểu được cái cảm giác đó. Nhưng mà anh cũng nói với vợ giờ cái công việc của chồng là như vậy, thì thôi xin miễn vợ chồng mình cảm giác thương nhau, sống hạnh phúc với nhau là đủ. Còn sau này lỡ như mà con có lớn á, rồi mình cưới. Lúc đó chưa có con mới nói, lỡ sau này mình có con lớn, mình cưới cái con đó, cầm cái tà áo dài của vợ đi thì nó cũng hay hay. Thấy thương chứ bộ, cưng lắm luôn đó. Anh Tiên là cũng ổn định đúng không? Được cái thì có cưới sẽ cưới, nhưng mà khoảng thời gian nào đó. Nên vợ nó thôi chồng cứ tập trung vô công việc đi, nhưng mà vẫn yêu vợ là được rồi. Rồi ở nhà bây giờ hiện tại là cô đang ở với anh Tuyên hay sao cô? Không, giờ cô về quê. Về dưới quê rồi. Không biết là ở nhà là anh Tiên có tật xấu gì không cô? Hồi nãy anh Tiên nói là cứ tự nhiên thoải mái đi, cô kể 100% đi. Ở nhà có gì xấu xa cô cũng kể hết đi cô. Tại vì chương trình là con tôi vô số tội mà. Có ngủ nướng. Ngủ nướng hả cô? Ngủ nướng, ngủ có hay nhậu không? Hay nhậu nhiều đúng không cô? Không, sau này làm nghề này mới nhậu chứ xưa không nhậu mà không hút thuốc, không gì hết. Mà giờ còn nhậu không cô? Không vậy giờ có vợ canh đúng không cô? Trời ơi, anh nhậu đâu ngu cho mẹ biết. Dạ, đúng rồi. Rồi sao nữa cô, nhà có tật gì nữa không cô? Bề bộn không cô? Không, gọn lắm á. Gọn luôn, trời ơi, sao mà tốt tốt vậy, không có gì hết trơn. Tính tình nó tốt dữ vậy. Tính tình như người hoàn hảo vậy. Hoàn hảo luôn á, kể cái vụ nãy giờ mà không kể ra được. Đúng nhà với Thảo thương anh mình trong gia đình. Hy sinh cho anh nè, mình đi làm để cho anh đi học nè. Xong rồi cũng quà đầu tiên là nghĩ cho tới mẹ nè. Tự thân tự lập rồi. Ra ngoài có quýnh lộn mà xấu rồi. Cứ lừa bịp hả? Có trận nào nhớ không? Nè bây giờ anh tự kể tật xấu của anh cho mọi người biết đi anh Tuyên. Chứ bây giờ nhiều khi sao mẹ quá mẹ kể không được. Thực sự là có nhiều chuyện xấu mà không dám để cho ba mẹ biết. Tại vì sợ ba mẹ biết nhiều không tốt. Ngày xưa á, mẹ khổ với ba anh em tụi em nhiều lắm. Hầu như cái nghề nào mà chân chính mà kiếm ra được tiền là hầu như mẹ đã làm trải qua hết. Mẹ đi bán cá, bán gà, bán tôm, bán rau, bán khô, bán này nọ tất tật mẹ làm hết. Có những lúc mẹ đi bắt vịt rồi lúc 2-3 giờ sáng bị rắn cắn này nọ. Trời ơi. Mẹ làm hết, còn ba anh em ngày xưa á, nhiều lúc một tuần lễ quýnh lộn 100 lần. Thôi là quýnh ba anh đi kiếm chuyện quýnh người ta hay sao anh? Tại cái khu tiền ở khu bên em là khu xã. Qua bên kia chơi cái mình là dân xã qua chơi bi đè á, cái chéo qua khéo lời anh em bị quýnh thì cũng toàn đứng ra binh anh em không à. Thỉnh thoảng sắp lá cà hết á. Bây giờ còn quýnh không? Chị là có ba anh em nữa. Còn bây giờ con kia đã có thằng vậy đó. Hèn chi bây giờ đóng mấy vai giang hồ đóng ra dễ sợ, anh Duy cá dơ đó khỏi đóng mà ra thần thái dễ sợ thiệt. Cô ơi, ngày hôm nay sẵn chương trình con tôi vô số tội, không biết cô có điều gì muốn nói với anh Tuyên, tuy rằng bây giờ hai mẹ con không ở chung nữa, lâu lâu thì gặp, không có biết cô có điều gì muốn nhắn nhủ với anh Tuyên không cô?
cô thì muốn nhắn là con của mẹ lúc nào cũng phải có chữ hiếu và chữ đạo, những gì tốt là nói chung ba mẹ cứ muốn là năm anh em sống sao sống đúng nghĩa, đúng là cái tâm mình cảm giác cái gì cư xử đừng có sai trái là được rồi. Em có lời gì muốn nhắn nhủ cho mẹ? Hiện tại sức khỏe của cô sức khỏe nè, ổn định không anh Tiên? Không có bệnh. Mẹ bị khớp. Là bị khớp đúng không cô? Là cái chân hơi nhỏ đúng không cô? Rồi đi lại có khó khăn, có bị vấn đề đau nhức đồ gì không cô? Có, cô đi cô phải có cái đai. À, lúc cô lên cho nó ở năm mấy hai năm là nó vẫn đi trị bệnh. Rồi bây giờ đỡ chưa cô? Đỡ. Dạ. Nói chung nói bây giờ thì kinh tế thì đỡ hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Bây giờ làm bằng tất cả mọi cái gì để mà cho sức khỏe của ba mẹ cho tốt mẹ. Nhất. Thấy cái gì ngon, cái gì hay, cái gì bổ thì cứ lo cho ba mẹ. Dạ. Biết là anh Tuyên rất là thương mẹ nhưng không biết nhân chương trình này anh có lời gì muốn nói với mẹ để cho mẹ đỡ lo, hoặc là có điều đó yêu thương gì đó giờ nó không được mà nhân chương trình này em muốn gửi đến mẹ của anh không anh Tuyên? Thì trước giờ thật sự là cái tình cảm của Tuyên mỗi lần mà dành cho mẹ cái gì là cứ thổ lộ ra ngoài. Không có thổ lộ. Thí dụ hiếm như lắm á, con trai tới đây em thấy không có ai mà thổ lộ được hết trơn á. Đi về là ôm hung. Ôm hung. Đi lên là ôm hung. Giống như lâu lâu có mấy người bạn về chung chơi á, thấy ôm hôn mẹ cái mọi người bị bất ngờ, nó cái gì vậy Tuyên, mày lớn rồi còn ôm hôn mẹ vậy hả? Nhưng mà không, cái đó là chuyện bình thường, mẹ mình hôn đúng như tân trời cũng đã từng nói, mẹ mình hôn. Dạ. Chương trình rất là cảm ơn Tuyên và mẹ hôm nay đã đến để chia sẻ tham gia những cái điều mà khán giả cũng rất là muốn biết. Phía sau cái màn ảnh, phía sau cái hào quang của tụi mình thì nó cũng bao nhiêu cái thăng trầm, cũng đầy tiếng cười và nước mắt đúng không? Mình rất cũng là con người mà. Đúng, rất là cảm ơn. Nhưng mà em rất là bất ngờ cho chương trình này em mới biết được hoàn cảnh của anh Tuyên. Đó giờ em tưởng anh là ngậm thìa vàng, là mới đẻ là ngậm thìa vàng á. Thấy mặt anh sáng sủa lúc nào anh cũng đẹp đồ này nọ. Lần đầu tiên mà em nghe được cái cảm giác mà anh khổ gì luôn anh Tuyên.